Hello ha, mới nhận đơn của khách ha, ba hộp nha, em xin phép em gói luôn nè. Đây ba hộp của khách ha, rồi ok ha, đây ba hộp của khách ha, cảm ơn khách nhiều nha, mình gói hàng luôn ha. Đây là bạn WTO 284131 ha, mình xin phép mình gói hàng cho khách luôn. Một điều ha, có những cái trường hợp mà các bạn nhắn tin bên Lazada hay là Shopee đó mà đưa số điện thoại này kia để mình liên lạc đó, thì các bạn đưa được, nhưng mà mình không có đưa được thông tin đó các bạn ạ. Mình đưa được thông tin đó giống như là bạn nhắn tin bạn hỏi mình sản phẩm đó, ok mình tư vấn mình trả lời bạn mua trên Shopee cũng được, không sao cả. Shopee nó có những cái phần ưu đãi riêng của nó, cho nên nó mình đưa lên gian hàng trên Shopee Lazada đó. Còn những bạn nào muốn mua liên hệ trực tiếp với mình, các bạn cứ việc book book cái điện thoại qua, book cái điện thoại qua mình sẽ liên hệ ha. Cái đó là quy tắc của Shopee, nó không có cho mình liên lạc. Một là nó sẽ lock đích các bạn, hai là nó sẽ phạt mình về tại vì mình đã vi phạm cái điều của nó. Bạn hiểu không? Nó mình đăng lên Shopee thì phải có làm việc với bên Shopee, chứ không có lý do gì mình tung ra rồi làm việc riêng với bạn được. Nó cũng có cái quy chế đó. Còn các bạn cứ việc đưa cái số đi, các bạn đưa cái là mua hàng trên shop hay gì đó, các bạn muốn liên hệ trực tiếp với dàn shop cũng được, cũng không sao cả. Đó, đều lưu ý cái này ha, tại vì nhiều lúc không để ý là các bạn bị lóc, là mình riêng về mình shop mình bị phạt nữa, và không được cái doanh số này kia là cũng phiền lắm. Nếu mà khách ở xa, ở ngoài tỉnh hay là Đà Lạt hay Nha gì Đà Lạt hay là Đà Nẵng gì đó, các bạn mua các bạn họ cứ việc liên hệ với chành xe đi, làm việc với bên chành xe, các bạn có địa chỉ thì mình giao cho các bạn luôn đó, không có tha đi Shopee gì, đi bên gia hàng tiết kiệm hay là Viettel Post. Tại vì nếu mà đi Viettel Post này kia rồi tầm chắc cũng 2 3 bữa các bạn mới nhận được hàng. Còn các bạn đi chành thì trong giống như là xe hôm nay đi, chiều hôm nay mình giao, thì tối nay xe nó sẽ đi buổi tối, thì mai sáng các bạn nhận được hàng rồi, hoặc là chiều nay đi là tối các bạn cũng nhận được hàng rồi. Cái đó là chành xe. Cho chành xe có nghĩa là các bạn có cái địa điểm chành xe, như dụ ví dụ đi Đà Lạt đi, các bạn có Phương Trang hay là Thành Bưởi đó, các bạn chỉ nói với mình sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn, mình giao qua chành xe cho các bạn luôn, không có tính ship gì hết đó. Mình hỗ trợ về vấn đề trong thành phố thì mình hỗ trợ cho các bạn được giao cái kiểu đó để các bạn có hàng sớm luôn đó. Vấn đề là vậy, do trong trường hợp này khách này đưa ra chành xe nè, chiều nay là mình chốt mình nhờ đưa ra chành xe luôn đó. Đó, mình nhờ người ta đưa ra trình xe luôn là xong đó, các bạn chỉ cần chuyển khoản cho mình thôi, nếu mà tin tưởng thì chuyển khoản cho mình hết, thì mình nhiệm vụ là mình chỉ làm việc cho các bạn thôi, mình không làm review cái này á. Thì nhiều người mới đầu tiên, khách hàng đầu tiên cũng không biết mình như thế nào cũng khó, nhưng mà nếu mà mua lâu dài rồi đó, ủng hộ lâu dài, họ sẽ mua giùm mình, là họ sẽ biết thôi, cứ việc đặt tiền lên là lên rồi có đơn hàng thôi ha. Rồi mình sẽ gói thêm một cái bao đen nữa là nhiệm vụ của mình hoàn thành ha. Mà mình quay lại cho khách coi á, thứ nhất là mình để cho khách an tâm thôi, mình bán đồ mà, mình bán hàng cái gì mà họ thấy mình làm đó họ còn tin tưởng hơn, chứ giờ mình nói mà không hình dung ra được làm tới đâu. Ví dụ như là mình gói xong mình báo khách một tiếng là em đã gói hàng cho anh rồi, từng là anh lên tiền đi, rồi lát chừng chiều gì đó hay là chút nữa em lên cho giao luôn, em làm cái gì đó em nhận tiền anh rồi, em sẽ có trách nhiệm với anh thôi. Cái đó là quy tắc làm việc rồi, để cho người ta an tâm mình là đợi tới ngày đó là có hàng về lấy thôi đó. Rồi, nguyên tắc của mình là vậy. Mình cũng đã từng là mua hàng cho nên cũng hiểu được cái tâm lý mà không biết cái anh này nó như thế nào, bởi vì mới lần đầu tiên mua hàng nữa, mới hình dung ra sản phẩm như thế nào. Thì bây giờ mình làm sẵn mấy cái clip này đó, các bạn thấy mình đăng á thì đó là hàng của mình thôi nè, mình đăng ra rồi. Mình đóng gói như vậy là các bạn cứ việc là lên booking là mua thôi. Mùa này là Noel tới, là các bạn mua làm quà thì xe điện cho con cái hay là cho người thân hay gia đình rất là hay. Cái này thật sự cái hàng này không phải hàng trò chơi con nít mà dưới 5 6 tuổi đâu, nó quy tắc cũng trên 14 tuổi đó, cho nên nó chơi thì con nít cũng có nhiều loại chơi đó, thì tầm giá đó thì có thể chơi người lớn chơi cũng được, con nít chơi cũng được, mà mùa đem quà này kia cho mấy em nhỏ mình đem ra phố đi bộ mình chơi mà mấy em nó thích lắm, mấy em dưới 5 tuổi rồi thích lắm, thật sự rất là thích đó, nó thu hút được cái chỗ đó, đồ chơi nhất mà nó thấy đó. Đây là đồ chơi dạng người lớn chứ không phải con nít này. Rồi xong mình gói xong ha, mình làm cái tem rồi mình giao qua cho bạn là xong ha, ok ha. Rồi rồi khách nhận ha, giờ cảm ơn nha sự ủng hộ của bạn ha.